Em không dám khóc nữa, em sợ chắc là tại vì nãy giờ em khóc nhiều nên em bé mệt. Em mới hỏi bác sĩ là bác sĩ ơi cho em gặp mẹ được không? Không có gặp được. Bây giờ cái ca của em là cái ca cấp cứu rồi. Cái lúc đó em sợ là con của em nó sẽ bị cái gì đó. Giờ em không dám khóc nữa. Em nói là chắc là tại vì em khóc nhiều. Em nói là bác sĩ cho em gặp một lần đi, gặp mẹ em tại em sợ. Mà lúc đó là chỉ là gặp mẹ chồng thôi. Lúc đó mẹ ruột em thì chưa có lên đến. Khi mà bác sĩ vô phòng thì em hỏi là ủa bác sĩ ơi nếu mà mổ vậy thì có sao không? Em bé có bị cái gì không? Thì lúc đó em chỉ sợ là con em nó bị cái gì. Thì khi mà có hai bác sĩ cái bên là nói với em là em bình tĩnh đi không sao đâu để bác sĩ sẽ xử lý cho em đừng có khóc. Thì lúc mà em nói là vậy thôi bác sĩ chụp mê em đi cho em chịu không nổi, em không có chịu được cái cảm giác mà em chờ đợi á. Bác sĩ nói là đã chích đẻ không đau rồi thì em ráng đi, không có đau đâu, em cứ ráng như vậy sẽ tốt cho sức khỏe em hơn. Nhưng mà khi mà bác sĩ đặt con dao vô người của em á, em cảm giác được con dao nhưng mà em không có đau. Nhưng mà lúc đó em sợ là mình sẽ không có chịu được cái cảm giác đó. Nên là em mới nói bác sĩ là bác sĩ bây giờ em đau quá. Nên là cái cả một cái hội bác sĩ người ta lật đật và chụp mê em. Để mà thực sự là em không có đau, nhưng mà em nói là em đau để cho bác để được chụp mê và em thoát khỏi cái cảm giác sợ. Và khi mà em tỉnh lại ở trong phòng hồi sức thì có một mình em mà rất là lạnh, em không thấy con em đâu á. Em khóc, em nói là bé ơi chờ em gặp con em được không? Thì bác nói là không, không sao, con của em khỏe mạnh bình thường, không có gì hết, em nằm tí khỏe rồi em sẽ được ra. Một hồi có thêm một chị vô nữa thì cái chị đó chỉ la đau nhiều lắm, em cũng rất là đau nhưng mà em không dám la. Bác sĩ khám sao đè bụng em và lại rút ống tiểu hỏi em đau, em cũng không dám nói là em đau để em được ra ngoài sớm để em gặp con em. 4 tiếng sau em mới được gặp con em, nó không có khóc, nó nằm. Em thấy em mở cái khăn ra, em nhìn thấy nó mặt mũi tay chân nó bình thường, lúc đó em kiểu như là vỡ òa rồi. Mừng quá. Mừng rồi. Em nói ôi con em nó được kiểu như là khỏe mạnh bình thường. Em xin chào chị Ngọc Lan và chị Nhi A. Em tên là Lê Hồng Ngọc và năm nay em 24 tuổi. Em hiện có một bé 3 tuổi rưỡi, bé trai. Cái ngày mà mình cầm, à mà cũng không biết có thử que không. Hồi xưa chị hay hỏi các mẹ câu đầu tiên là cái ngày mà mình thấy được cái hai cái vạch trên cái que đó, cảm giác mình sao. Nhưng mà sau hơn một năm ngồi đây, chị phát hiện là có nhiều mẹ không có thử que luôn. Ta thử nhiều cách lắm. Vậy cuối cùng thì dạ em thử que. Em hỏi tiếp đi Lan. Cái cảm giác đầu tiên khi mà mình thấy mình có hai vạch đó, nó như thế nào? Bé này thì em cố tình em để, nhưng mà khi mà em thấy hai vạch thì em sợ. Em còn nhỏ, em mới 19 tuổi. Cái em lật đật lấy điện thoại em gọi cho mẹ em. Lý do gì mà em lại đi thử que? Đó là em bị trễ 5 ngày và em hơi mệt. Em bị đau bụng dưới và hơi mất ói. Chị thấy nó hơi mâu thuẫn á. Em cảm giác như là lần đầu tiên có bầu, em không biết sao á. Nên là em sẽ gọi cho mẹ em trước. 19 tuổi thì trời, thanh xuân phơi phới luôn em. Cái ập vô đời mình, ô mình làm mẹ, vui là vì mình có con. Nhưng mà nó là một cái điều hoàn toàn mới mẻ đối với mình đúng không? Em lo cái gì nhiều nhất lúc đó? Em lo lúc đó là em không biết làm sao để em chăm sóc bản thân mình tốt. Hoặc là mình có bầu rồi mình phải làm cái gì tiếp theo. Cái lúc mà em đám cưới á, thì mẹ chồng em nói là hơi để khoảng 3-4 năm nữa từ từ có bé cũng được, bây giờ cưới để đó. Rồi xong rồi cái khoảng về khoảng 3 tháng sau thì mẹ chồng nói bây giờ mẹ em muốn cháu quá. Em nói em không chịu. Ôi mẹ lật kèo mẹ nha. Mẹ hơi... chơi lật kèo. Mẹ bẻ cua hơi gắt. Ủa sao em? À, dạ cái lúc đó em nói thôi em không đẻ đâu, từ từ. Tại lúc đó em cũng mới cưới về em còn sợ. Chứ em thấy mẹ cũng buồn. Kêu thôi em có chị hai nữa. Mà chị hai đã có một bé rồi, chứ lâu lâu có em ngồi đó. Cái mẹ kêu thôi nó không đẻ, thôi mẹ đẻ đi Ngân. Chứ xong kiểu là mẹ giận lại. Mà lúc đó mẹ cũng bệnh nữa. Cái mẹ nói là thôi giờ không đẻ mốt sợ mẹ không thấy cháu nội được. Em thương mẹ nên thôi em đẻ đệ đại. Nhưng mà chồng em vui không? Dạ lúc đó chồng em mới 20 tuổi rồi. Chồng em cũng... vui quá.
Rồi ảnh biết sau mẹ em luôn hay là em nói cho ảnh biết trước rồi dạ. Em mới gọi điện về cho bà ngoại? Dạ em gọi cho bà ngoại trước rồi em mới nói là mẹ ơi con có bầu rồi chết rồi bây giờ làm sao. Cái mẹ em nói trời mày bị khùng hả, có bầu mày cố tình để thì nó phải có bầu thôi. Cái mẹ nó hơi để đó đi. Lúc đó mẹ em mới gọi điện thoại cho mẹ chồng em mà nói là bé Ngọc nó có bầu rồi. Thì lúc đó chị hai với mẹ chồng với một đứa cháu nhỏ nữa mới đi lên phòng á, nói là Út có bầu rồi, Út có bầu rồi. Mà lúc đó em ngại á chị, em mới em rất là ngại, giống như là mắc cỡ. Em mắc cỡ. Rồi sau đó mẹ ruột của em mới gọi điện thoại cho chồng em, tại lúc đó là hôm đó em mệt á, chồng em có rủ em đi ra ngoài chơi với bạn, mẹ không đi, em nằm ở nhà. Mẹ em mới nói với chồng em là em có bầu rồi. Thì mẹ thì chồng em mới nói là cười thôi, nói là kiểu như không tin lắm, tại trước đó em đã thử 5 lần rồi mà không có. Bây giờ chồng em cũng nửa tiếng sau ở về nhà với em hỏi ủa em có bầu hả, em nói dạ em có bầu. Đây là một cái trường hợp rất là đặc biệt. Nó sao nhẹ nhàng vô hả, mẹ vợ là người thông báo là vợ mình có bầu mà mình vẫn không tin, vẫn đi chơi với bạn nha mọi người, vẫn đi chơi với bạn tới nửa tiếng sau mới về. Qua bữa sau em đi khám thì em bé lúc đó là được 4 tuần. Cái ngày đầu tiên mà em biết em có bầu á là em bắt đầu mệt, bắt đầu ói và không ăn được gì hết. Tự nhiên lúc đó em thương con, em nói em sợ là em đẻ nó ra chắc nó sẽ bị ốm. Em cũng buồn. Người ta nói là có bầu thì không có được ăn đồ sống nhiều, nhưng mà có bầu em lại ăn sushi. Có khoảng thời gian mà khoảng cỡ từ 5 tháng trở đi á, là em ăn cơm là em phải có một chai nước ngọt kế bên, em ăn một muỗng, em uống một miếng. Có như ăn canh gì đâu đúng không? Thế là mẹ chồng em phải mua một thùng nước ngọt ướt lạnh. Trời, tôi tưởng đâu đến nỗi mẹ chồng em la em, không ngờ mẹ chồng em mua cho em một thùng nước ngọt tiếp dạ. tay. Rồi đi bác sĩ mới la là em chuẩn bị tiểu đường thai kỳ nên không cho uống nữa, nhưng mà kiểu như em thèm ngọt em chị, nhưng mà em uống ít lại. Ông xã của em thì đón nhận cái việc mà chăm sóc một cái bà bầu mà ngén từ đầu cho tới cuối như vậy thì ông có phản ứng như thế nào hay không? Anh cũng hơi ráng chiều, tại vì thấy em vậy cũng tội, tại lúc đó em có bầu thì 2 tháng đầu á em bị tụt 2 kg, lại không ăn được, chỉ có còn 38 kg thôi. Nên ảnh nói là thôi giờ ăn được cái gì á thì có cho ăn cái đó thôi, giờ uống nước ngọt cũng cho, giờ ăn cá sống mà ba mẹ nói là không có được ăn là cũng đáng chở đi ăn, tại vì sợ là không có ăn được gì là không có chất. Đó là cách chiều của một cậu thanh niên 20 tuổi đó cưng. Chứ nếu mà cậu thanh niên 40 tuổi thì chiều sao chị? Sẽ chiều theo một kiểu khác, còn tùy vào 40 tuổi đó mà trải nghiệm có 40 năm không nữa. Chứ có nhiều người 40 tuổi nhưng mà cái trải nghiệm đôi khi cũng mới 20 năm thì chắc cũng vậy. Chị nhưng mà nếu như bà bầu bà thèm quá, bà không ăn được gì hết, chỉ ăn được cái món đó thì sao? Không, thực sự thì nó cũng phải có những cái cách điều tiết. Nếu như mà chúng ta hiểu biết nhiều hơn hoặc là chúng ta linh động hơn á thì chúng ta sẽ chiến thắng được cái những cái đòi hỏi của cái cơn thèm tại cái thời điểm thai kỳ. Thực ra là đó là lý do mà tại sao không có cái hành trình bầu bí nào của ai giống với ai hết. Nó tùy thuộc vào cái tính kỷ luật đối với bản thân. Cái tưởng tượng trong đầu mình, trời ơi cắm một miếng cá sống rất là ngon, chấm một miếng sashimi nữa, trời ơi đó các kiểu. Em không có bầu mà em nghe chị nói em còn thèm đây nè. Chị được cái là tả đồ ăn nó ngon. Cả một cái khoảng thời gian như vậy đó, hai đứa có thèm những tháng ngày được tung tăng không? Dạ em cũng đi bình thường chị. Cỡ nó hơi to lên một xíu á là em ngại, em không dám đi. Em sợ ra đường người ta hay nhìn á, hay chỉ, tại vì lúc đó tụi em còn trẻ quá. Cái mặt em lúc đó kiểu như là nó còn non quá. Em ơi không phải lúc đó nha. Lúc này chị cũng nhìn em như một bạn cấp 2 vậy, em có tin không? Bà trẻ vậy đó. Với lại là lúc mà bầu lớn lên rồi em cũng không muốn đi ra ngoài nhiều, tại vì em có bầu em không cho ai biết hết, gần tới em đẻ em mới cho mọi người bạn bè em mới biết. Sao vậy? Dạ tại vì em sợ người ta quở em, ảnh hưởng tới con của em mà không ơi, em có những cái nỗi sợ. Vậy thì đến cái ngày mình đi đẻ thì cả làng chắc chắn sẽ biết rồi. Dạ bác sĩ dự sinh là ngày 1 tháng 3 là em sẽ sinh. Và ngày 29 tháng 2 chồng em chở em đi tái khám thì bác sĩ nói là thôi đi về đợi một tuần nữa, nếu như mà không có gì thì lên bệnh viện mổ. Chồng em nói là thôi bây giờ chở đi ăn đi, chắc là mai đẻ đó. Trời ông chồng phát. Chồng hay quá hả? Dạ là mai đẻ thiệt. Nhưng mà sao bạn ấy nói được cái câu đó em? Dạ tại vì bác sĩ dự sinh là ngày 1 tháng 3, là ngày mai là 1 tháng 3. Là bạn ấy tin vào cái lời dự sinh đó. Dạ mai đẻ thiệt luôn. Tầm 3 giờ sáng là em bắt đầu đau bụng. Nhưng mà em tưởng là hồi tối hôm qua em do em ăn đồ nướng nhiều nên em bị đau bụng. Em đi vệ sinh không được. Em cứ đi lên đi xuống. Cái xong rồi tới 5 giờ sáng em nghe nó bể cái bụp. Chết rồi, không lẽ là đi đẻ. Bác sĩ nói 1 tuần nữa mà. Cái em nằm hồi cái em thấy nó chảy ra, em nói chết rồi chồng ơi, bây giờ chắc là đi đẻ quá. Là chồng em chạy xuống nói ba mẹ, là ba mẹ hốt đi luôn.
chồng em lên sau. Ôi sao kỳ vậy? Ôi sao hốt em? Chị nói là tại vì là chồng em sợ chậm chạp nên là em sẽ đẻ lâu. Không tin vào anh thanh niên 20. Tới em đau bụng từ 3 giờ sáng, đau tới 7 giờ tối. Ừ. Không đẻ được. Rồi sao? Lúc em không dám khóc, em sợ bác sĩ la em. Em nói là bác sĩ ơi, bây giờ em đau quá, bác sĩ có cách nào làm cho em hết đau không? Cái bác sĩ mới kêu người nhà vô, thấy tội quá, kêu là thôi bây giờ chích thuốc giảm đau cho em. Thì mẹ chồng em vô chích thuốc cho em, ký tên để chích thuốc, rồi xong rồi chích thêm thuốc kích dục để cho nó dục em bé nó ra nhanh á. Thêm thuốc kích dục, thuốc dục sao? Dạ. Trời ơi baby à, lúc đó em đang nghĩ trong đầu, ủa ta cứ cái em vẫn còn đang xử lý thông tin đó là... đúng rồi, thông tin em vẫn còn đang xử lý là ủa cái chữ đó là đúng nó là cái lệnh này chứ thuốc dục sinh. Trong đầu em chạy chữ liệu nó ủa ta thuốc dục. Bác sĩ mới chích cho em là thuốc giảm đau với lại thuốc dục sinh. Thì lúc đầu em cũng đau xương xương thôi, em nói là ủa đâu có đau lắm đâu mà sao mọi người nói là cái gì mà đau dữ vậy. Em hồi chích vô khoảng tầm 5 phút là em chỉ có ngồi em bẻ cái giường em khóc, mà em kiểu như là em muốn bấu cho nó gãy cái cây sắt. Thì bác sĩ mới nói là thôi ráng đi em ơi, cho em đừng khóc nữa. Em có gì thì em nói cho em khóc, em khóc không thì hồi mất sức là không có sinh được. Em nói bây giờ em đau quá, bây giờ bác sĩ mổ cho em đi. Cái bác sĩ nói là không, em bé nhỏ lắm, có 2,8 kg mà. Thôi em ráng em đẻ thường nên là sẽ tốt hơn. Bác sĩ cứ đi ra đi vô hỏi em, cái em nói giờ bác sĩ khám cho em đi. Mỗi lần bác sĩ chọt vô cái là nước mắt em nó cứ rơi rơi. Cái xong rồi bác sĩ nói là sao mà nó hoài, nó không có nở, nó nở gấp 4 phân mà em cứ ngồi đó em khóc. Thôi bây giờ đẩy em vô phòng sanh luôn. Khi mà đẩy vô phòng sanh rồi thì em hỏi là mẹ em đâu rồi, chồng em đâu. Bác sĩ nói từ từ chứ. Tim nó đập lộn xả chân là kiểu như ở trong lâu rồi. Thế là bác sĩ lật đật chạy hết bỏ mình em à, kêu người nhà vô ký ra mổ gấp cho em. Thì lúc mà em nghe là mổ cấp cứu á, lúc đó là em không dám khóc nữa. Em sợ chắc là tại vì nãy giờ em khóc nhiều nên em bé mệt. Em mới hỏi bác sĩ là bác sĩ ơi cho em gặp mẹ được không? Không có gặp được. Bây giờ cái ca của em là cái ca cấp cứu rồi. Cái lúc đó em sợ là con của em nó sẽ bị cái gì đó. Giờ em không dám khóc nữa. Em nói là chắc là tại vì em khóc nhiều. Em nói là bác sĩ cho em gặp một lần đi, gặp mẹ em tại em sợ. Mà lúc đó là chỉ là gặp mẹ chồng thôi. Lúc đó mẹ ruột em thì chưa có lên đến. Khi mà bác sĩ vô phòng thì em hỏi là ủa bác sĩ ơi nếu mà mổ vậy thì có sao không? Em bé có bị cái gì không? Thì lúc đó em chỉ sợ là con em nó bị cái gì. Và khi mà có hai bác sĩ cái bên là nói với em là em bình tĩnh đi, không sao đâu, để bác sĩ sẽ xử lý cho em đừng có khóc. Thì lúc mà em nói là vậy thôi, bác sĩ chụp mê em đi, cho em chịu không nổi. Em không có chịu được cái cảm giác mà em chờ đợi á. Bác sĩ nói là đã chích đẻ không đau rồi thì em ráng đi, không có đau đâu, em cứ ráng như vậy sẽ tốt cho sức khỏe em hơn. Nhưng mà khi mà bác sĩ đặt con dao vô người của em á, em cảm giác được con dao nhưng mà em không có đau. Nhưng mà lúc đó em sợ là mình sẽ không có chịu được cái cảm giác đó. Nên là em mới nói bác sĩ là bác sĩ bây giờ em đau quá. Nên là cả một cái hội bác sĩ người ta tới lật đật và chụp mê em. Để mà thực sự là em không có đau, nhưng mà em nói là em đau để cho bác sĩ, để được chụp mê và em thoát khỏi cái cảm giác sợ. Và khi mà em tỉnh lại ở trong phòng hồi sức thì có một mình em mà rất là lạnh. Em không thấy con em đâu á. Em khóc, em nói là bé ơi chờ em gặp con em được không? Thì bác nói là không sao, con của em khỏe mạnh bình thường, không có gì hết. Em nằm tí khỏe rồi em sẽ được ra. Một hồi có thêm một chị vô nữa, thì cái chị đó chỉ la đau nhiều lắm. Em cũng rất là đau nhưng mà em không dám la. Bác sĩ khám sao đè bụng em lại rút ống tiểu hỏi em đau. Em cũng không dám nói là em đau để em được ra ngoài sớm để em gặp con em. 4 tiếng sau em mới được gặp con em, nó không có khóc, nó nằm. Em thấy em mở cái khăn ra, em nhìn thấy nó mặt mũi tay chân nó bình thường. Lúc đó em kiểu như là vỡ òa rồi. Mừng quá. Mừng rồi. Em nói ôi con em nó được kiểu như là khỏe mạnh bình thường. Em xui rồi, em thiếp đi luôn. Nên là em mệt quá, em không còn đủ sức để mà nhìn nó tiếp nữa.
là em được một hồi em được đẩy ra phòng gặp mẹ mẹ ruột của em, mẹ chồng với lại chồng của em, thì bắt đầu mọi người chăm em bé và đi vệ sinh cho em. Cho nên không có tự nhiên mà người xưa nói với chúng ta rằng là làm gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Yeah. Tại khi mà mình suy nghĩ kỹ rồi á, mình chọn được sẵn cái giải pháp rồi á, thì tại từng cái thời điểm như vậy á, cái yếu tố cảm xúc á, nó sẽ giảm bớt rất là nhiều trong các cái quyết định của chúng ta. Không dây dứt không phải vì lúc nào nó cũng đúng, mà là không dây dứt là vì lúc đó dù tôi chọn giải pháp nào đi chăng nữa thì tôi cũng đã nghĩ kỹ hết rồi. Và điều đó nó làm giảm đi những cái cảm xúc thuộc về cái chuyện đó là đay nghiến bản thân hoặc là dằn vặt mình cả đời. Nhưng mà ơn trời thì mẹ con gặp nhau khỏe mạnh. Em xin bổ nên là bé khỏe, em cũng khỏe nên là khoảng tầm 5 ngày là em được ra viện. Cái cú mà đứng lên đầu tiên á còn nhớ không em? Dạ nhớ, em đứng không được. Mẹ chồng với lại chồng của em đỡ em. Em chỉ sụi thôi, giờ cứ khiêng em đi thôi chứ em không có bước được, có sữa không có về được, em không ngồi ăn được. Nên là bác sĩ kêu là em ráng tập đi và ăn uống nhiều vô để có sữa cho bé bú. Nên em cũng ráng 2 ngày rưỡi là em đi được, em đi từ từ. Nhà rồi mẹ kích sữa cho em ra được ít lắm, những thời gian đầu là ít sữa, chỉ đủ bú được một ngày chắc được khoảng 3 bình nhỏ, và từ từ nó mới có, nhưng mà cũng được 1 tháng đầu là em hết sữa. Hành trình chăm con của em nó có bị tác động bởi nhiều yếu tố bên ngoài hay không? Chăm em thì mẹ ruột của em lên ở lại và chăm em. Là ở chung nhà với lại mẹ chồng luôn? Thì mẹ ruột của em thì chăm theo cách ở dưới quê, còn mẹ chồng em thì chăm theo cách ở đây. Còn em thì em muốn chăm khoa học hơn, em chăm cách trên mạng. Cách trên mạng là cách khoa học hay em không? Cách trên mạng là cách trên mạng thôi nha. Đính chính điều đó nha. Ba ý. Cuộc chiến bắt đầu. Dạ bắt đầu là chuyện đầu tiên là chuyện hơ than. Mẹ ruột em thì muốn hơ để cho em với bé khỏe. Còn mẹ chồng em thì không chịu. Mẹ chồng nói là nếu mà hơ như vậy là phải mở hết cửa ra, sợ bị ngợp. Còn mẹ em thì sợ gió vô. Nên hai người cứ cãi qua cãi lại cái chuyện mà hơ than á. Thì lúc đó em là người ở giữa nên em nói thôi khỏi hơ, không hơ gì hết. Em nói là thôi giờ mẹ hơ cho em bé đi, của em mới hơ, hơ cho con em thôi. Cái lúc đó em cũng không hơ nhiều nữa. Thì mẹ chồng em lúc đó thì cũng chỉ muốn tốt cho em bé, sợ bị ngạt cái than nó độc quá. Xu gia đại chiến. Dạ lúc đó hai người cũng kiểu như là mâu thuẫn. Ở đây chúng ta sẽ không nói chuyện đúng sai ở đây, mà rõ ràng là hai người đang theo đuổi hai cái phong cách rất là khác nhau. Với nó còn cái gì nữa chị, nó rất là tế nhị. Đó là bà xui nào cũng nói là cái cách của tôi là đúng. Đúng rồi. Cách tôi là hay. Đó là cái mà làm cho em rất là khó xử đúng không? Dạ đúng rồi. Em đứng ở giữa, em không bên mẹ em được mà em cũng không bên mẹ chồng em được. Đúng rồi. Em tự em chăm, hai mẹ cứ ngồi đi là em không bắt đầu tự em chăm thì cả hai mẹ đều xứng vô. Dạ em bắt đầu em không để... cho ai đụng tới con em. Em mệt mỏi quá, em nói thôi bây giờ để em tự chăm. Em bắt đầu là em không cho ai đụng tới con em hết. Em ngồi em chỉ nhìn nó thôi. Mẹ em mới nói là thôi con ngủ đi để mẹ canh cho. Em mới gọi là em không chịu. Không, mẹ cứ để cho con tự con chăm nó, con tự con canh nó. Bắt đầu là mẹ chồng em bồng hung nó, em cũng khó chịu. Thì em sợ làm ảnh hưởng đến nó, mỗi người ngủ ý ấy. Bắt đầu là em không có cho. Rồi nhiều cái mẹ chồng em thương cháu quá, mới ẩm cháu lén, ẩm cháu về bên phòng ba mẹ ở hốt nận. Cái xong rồi em mới đi tắm ra em thấy ủa con mất tiêu. Cái mẹ em hỏi là mẹ em à, ủa con đâu rồi mẹ? Ở bên kia cái nói là ý đó là mẹ chồng em ẩm đi rồi. Đó bắt đầu em ở đây em la làng lên là kia là mẹ chồng em ẩm đi trả. Rồi cũng bỏ đi kiểu như cũng giận. Trong lòng giận cũng chứ buồn. Em dạ. Nếu mình là mẹ tại thời điểm đó mình sẽ hiểu là mình giận như thế nào. Sau thì tới cái chuyện mà nằm võng thì em bé em nó rất là quấy, nó khóc. Tất là tại là em ẩm nó nhiều á, nên nó chỉ đòi ngủ trên mình thôi. Thì cái thời điểm đó là mẹ chồng em mới nói là thôi thì con cho nó nằm võng đi để cho con đỡ cực. Thì em nhất định là em không có cho nó nằm võng. Em đọc ở trên mạng là nằm võng lắc cái đầu nó sẽ bị ảnh hưởng thế nào. Trời ơi, mẹ nuôi 2-3 đứa đó, đó. Nó nằm võng có làm sao đâu mà tự nhiên bây giờ con nhất định là con không cho nằm võng. Thì em nói là bây giờ nó nằm võng nó lắc cái đầu nó muốn nó bị khùng khùng điên điên rồi sao mẹ, em không chịu. Bây giờ chồng em đi mua cái nồi điện vậy đi, nó lắc nhẹ hơn với lại nó lắc ngang. Em bắt chồng em 1-2 phải đi mua. Thì chồng em cũng đi mua về để chiều theo ý em. Thì em bé nó không chịu. Mẹ chồng có một đợt là bực á, nên là cả nhà đi biển chơi để em với chồng em ở nhà. Lúc đó em bé nó khóc nhiều lắm. Nên bây giờ em không biết làm sao, em phải lấy cái võng ra em cho nó nằm. Lén lén hả?
thì tự nhiên nằm cái nó kiểu nó không khóc nữa, nó thích. Thôi kệ, giờ lỡ rồi thì cho nó nằm luôn chứ làm sao bây giờ. Thì lúc đó kiểu như hai mẹ con cũng giận nhau. Lúc đó em khóc, em khóc nhiều lắm, kiểu như bây giờ em cũng còn nhỏ, em mới 19 tuổi mà tự nhiên cái bắt em cho một đứa con nít. Mà ai bắt em? Mẹ chồng em. Con của ai? Kiểu như là lúc đó là mẹ chồng em bắt em đẻ. Em không có muốn đẻ vào cái thời điểm đó. Khi mà người mẹ chồng với chồng của em á, muốn là chia sẻ với em thì em lại không cho. Đó. Em muốn mình tự tay chăm sóc nó. Khi em mệt quá thì em lại khóc. Em nói là tại sao mẹ em cực như vậy. Thay vì là lúc đó là bạn bè em còn đi học, đi làm, đi chơi này kia, thì em chỉ có ở nhà với con em. Em mệt mỏi mà em cũng không dám than. Em sợ than thì mẹ chồng em sẽ ẵm nó đi. Em thương nó nhiều tới mức mà em làm cái gì em cũng phải nghĩ tới nó chứ. Tới cái lúc mà em bị chết quá, bị mất sữa, thì em không có cho con em bú bằng sữa mẹ được nữa. Thì em mới đi ẵm con em đi khám. Thì bác sĩ mới nói là tại sao em không cho nó bú bằng sữa mẹ. Bác sĩ trách em là tại vì em không cho nó bú nên là nó bị bệnh nhiều như vậy. Ủa sao bác sĩ lại có thể nói ra cái điều đó? Tại vì rõ ràng là cơ địa bạn này có sữa. Chỉ cần cơ thể em có sữa thì cái việc mà chúng ta duy trì cái nguồn sữa đó là cơ hội của nó rất là nhiều. Và đó là lý do mà bác sĩ có thể là đã có những cái gọi là cái nhận định cho bạn này như vậy. Lúc đó con bị gì em? Dạ con em bị suyễn, bị hô hấp rất là yếu. Sau cái khoảng thời gian đó là chồng em phải nghỉ học. Chồng em mới về canh em, em bị sợ đó. Em mới về em làm bậy hoặc là có gì đó ảnh hưởng tới em với con. Thì chồng em ở nhà và nghỉ học luôn để chăm phụ em chăm con. Em không biết là mình phải vượt qua như thế nào. Tại vì con em thì đêm nào nó cũng khóc hết. Tới 2-3 giờ sáng em cứ ẵm luôn đó. Nhiều khi em mệt á mà đưa cho chồng em ẵm thì cái như là nó không chịu ai hết. Mẹ chồng em lên dỗ thì cũng không được. Rồi lúc đó em rất là mệt mỏi, em rất là sợ. Mà em không biết làm sao á. Cứ rộng rã như 3 tháng đó, khi mà em chịu không nổi nữa thì em phải tìm đến bác sĩ. Và bác sĩ mới nói là ai cũng phải là vượt qua, tự mình vượt qua. Cứ suy nghĩ thoáng lên, đừng có đè nặng cái việc là chăm sóc em bé. Ai cũng thương con mình hết. Cũng là bà nội, cũng là ba của nó, không thể làm hại nó. Thì từ từ em mới đỡ. Bây giờ thì sao? Qua cơn bị cực tới hồi Thái Lan. Mình đúng thấy không? Mình đỡ hơn nhiều chưa? Mình update lên được nhiều level chưa? Dạ thì em bé là được 16 tháng là em cho đi học luôn. Tại vì nó đeo em quá em không làm được gì hết. Đúng. Chồng em mới kinh doanh riêng rồi em cũng đi học và em cũng bây giờ em cũng có công việc. Thì nhiều lúc mà em nói là phải biết vậy hồi đó quăng cho bà nội cho rồi đi mệt quá cực quá. Thì bà nội lúc đó bà nội mới nói là tôi đâu có mượn, em biểu dành thì giờ chịu đi. Đã có quá nhiều nhân vật xuất hiện với em trong cái giai đoạn bầu bí mang thai sinh con. Thì có vài phút dành cho mẹ bỉm sữa thì em quyết định nhắn cho tất cả mọi người. Em sẽ chọn một người ra để em có một lời nhắn gửi. Dạ, em muốn nhắn cho tất cả mọi người. Tôi xin cảm ơn mẹ và cảm ơn ba mẹ chồng và chị hai đã bỏ qua và chịu khó ra. Trong cái khoảng thời gian mà con không có đủ, cái tinh thần của con không có đủ ổn định, con có làm cho ba mẹ, anh chị trong gia đình buồn. Cảm ơn đã thông cảm và bỏ qua cho con. Em cảm ơn anh đã đồng hành cùng em suốt thời gian qua.